Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, anh chân thành cảm ơn các bạn Đinh Thị Hạt, bạn Nguyễn Huyền, bạn Kun Kun, bạn Hồng Nguyễn Hùng, bạn Bùi Thành Trung, mấy bạn hết tháng hội viên trước YouTube đăng ký lại ủng hộ anh. Cảm ơn Đinh Thị Hạt, Nguyễn Huyền, Kun Kun, Hồng Nguyễn Hùng, Bùi Thành Trung. Cảm ơn mọi người. Thiếu gia ra tù liền vô địch tập 81. Sau hai lần xác định liên tiếp, Lý Vũ phải khẳng định lão Mặc là người đáng để tin tưởng, thế là không giấu giếm nữa. Rơi xuống vách núi, nhưng theo con thì lão ma đầu đó không dễ chết đâu. Ngay tại đây, lão Mặc khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi: trước khi chết, Hắc Linh vô tình còn nói cho cháu nghe chuyện gì khác nữa không? Cũng có, nhưng cháu cảm thấy lão ta chỉ đang nói nhăng nói cuội mà thôi. Lão ta nói cái gì? Trường sinh bất lão. Lý Vũ nhếch miệng cười đáp lại: lão ta nói với cháu, bên trong quy khư có một ngọn núi Phượng Hoàng, là nơi sinh sống của một loại cây thuốc có thể giúp con người trường sinh bất lão. Lá mà không kìm được mà bật cười thành tiếng. Lá ta thông minh cả đời, không ngờ trên phương diện này lại ngu muội tới vậy. Nếu trên đời này có thuốc trường sinh bất lão thật, có lẽ thiên nhân đã sớm hạ phàm rồi. Ngoài trừ chuyện này ra, lá ta còn nói gì nữa không? Hết rồi. Thật sự hết rồi sao? Hay hết hết tập rồi? Lý Vũ khẳng định chắc nịch. Lão Mặc không còn cau mày, hỏi tiếp: lão có từng nhắc tới huyết đinh chi trước mặt cháu không? Huyết đinh chi có. Lúc bấy giờ Lý Vũ mới nhớ ra, để lừa được ngự lâm thành công của anh và trong tay Hắc Linh Tình từng bảo gì mà bên trong quy khư có rất nhiều dược liệu quý hiếm đã sớm tuyệt chủng, tỷ như huyết đinh chi. Có vẻ lão Mặc rất để ý tới thứ này, hấp tấp hét lên: thế là con nói huyết đinh chi đang ở đâu hay không? Lão ta chỉ thuận miệng liệt kê thôi, chứ không nói quá nhiều về nó. Nó đặt Lý Vũ tò mò hỏi ngược lại: lão Mặc, ông cần huyết đinh chi hả? Người ta hát đến tình vì lừa gạt anh để có được ngự lâm thành công, nói cái gì quy khư cảnh nội có vô số dược liệu trân quý đã sớm tan biến trên cõi đời, trong đó có huyết đinh chi. Lão Mặc khẽ quay sang nhìn Lý Việt Sơn, sau đó mới gật đầu đáp lại: rất cần. Lý Vũ từng đọc sơ phần tóm tắt về cái thuốc này trong Hoàng Đế Nội Kinh. Theo nội dung ghi trong sách thì huyết linh chi là dược liệu chí dương, có tác dụng trừ hàn. Với những người có thể hàn bẩm sinh như Trịnh Như Mộng, chỉ cần một cốc huyết linh chi là thể giải quyết hoàn toàn vấn đề của cô ta. Ngoài ra, huyết linh chi còn có một tác dụng khác, đó là kích thích nguyên thần trong cơ thể người, tức là tế bào thần kinh. Nếu cho người thực vật dùng huyết linh chi, xác suất tỉnh lại của họ sẽ tăng cao gấp mấy lần. Thế là Mạc để ý tới quyết định chi như vậy. Lý Vũ không còn nghi ngờ rằng có lẽ có một người thân cực kỳ quan trọng với ông ấy mắc chứng thể hàn bẩm sinh, hoặc là đang hôn mê bất tỉnh sống thực vật. Nhắc con, nếu hắn đương tình không chết, chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại nhau. Đến lúc đó nhớ giữ lại cái mạng già cho lão ta nhé. Lá Mặc nói mà như cầu xin. Lý Vũ không chút do dự đồng ý. Không thành vấn đề, từ lúc đó nhất định cháu sẽ bắt lão ta khai ra chỗ huyết linh chi, bằng không cháu sẽ tận ông ta tới ỉa đập quần luôn. Lý Viễn Sơn và lão Mạc không kìm được mà bật cười. Xong rồi đúng không ạ? Thầy cháu đi ngủ nhé. Lý Vũ đứng dậy toan trời đi. Đúng là anh có thể không ngủ không nghỉ tận 10 ngày 10 đêm, nhưng nếu đã có thời gian để ngủ thì tại sao phải thức làm gì chứ? Ngủ có thể làm đẹp da, có biết không hả? Nhưng còn chưa về được đến phòng thì điện thoại trong túi lại vang lên, là Yêu Cơ gọi tới. Tới tận bây giờ mà Như Mộng vẫn chưa trở về. Vừa bắt máy, Yêu Cơ tức khắc kích động hét vào điện thoại. Lý Vũ cau mày: bà không gọi cho cô ấy hả? Điện thoại tắt máy không gọi được. Yêu Cơ hoảng loạn hét lớn. Vừa nghe đến đây, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lý Vũ. Anh không kìm được mà nghĩ đến một khả năng. Trên Thảo Nguyên tại Bắc, một chiếc Land Cruiser chuẩn bị bay qua biên giới tiến vào địa phận của nước Thảo Nguyên, và người cầm lái chính là Trịnh Như Mộng. Băng sau còn có một người khác đang ngồi xếp bằng, và không ai khác chính là kẻ đã tìm được đường sống trong chỗ chết, Hắc Đông Tình. Thánh Vương, trước cục chúng ta đang đi đâu thế? Trịnh Như Mộng bày ra vẻ mặt lo lắng hỏi ra. Lúc trước cô ta cho rằng Lý Vũ đã rời đi nên mới một mình lái xe chạy tới Hoàng Thành, về sau là hai tìm Lý Vũ vẫn chưa đi, bèn vội vàng quay ngược trở về. Ai ngờ đâu giữa đường lại bắt gặp Hắc Đông Tình. Cô gái này không hề hay biết gì những chuyện đã xảy ra trong bộ lạc, thế nên mới vươn tay giúp Hắc Đông Tình. Kết quả là một người trời sinh tính tình ngây thơ, không biết đề phòng người ngoài như cô đã bị Hắc Vô Tình đánh lén.
sau đó bị bắt uống thuốc độc. Không còn cách nào khác, cô ta chỉ định nghe theo lệnh hát vô tình. Cô có biết tại sao bốn tòa lại chật vật tới như vậy hay không? Sau một đêm điều tức, vết thương trên người hát vô tình đã tốt hơn rất nhiều. Trí Như Mộng liếc nhìn lão ta qua gương chiếu hậu, lắc đầu đáp: tôi không biết. Nhờ chuyện tốt mà người chồng sắp cưới của cô đã làm đó. Rồi tại đây, trên mặt lão ta ánh lên vẻ nhìn tàn nhẫn. Đôi mắt xinh đẹp của Trí Như Mộng trợn trừng, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng Lý Vũ. Hắn là thằng nhãi ranh kia đang tưởng rằng bốn tọa chết chắc rồi, đúng không? Nếu không nhờ người bộ tốt này của hắn, có lẽ bốn tọa đã ngã xuống thật rồi. Vừa như thế, lão ta vô tình không kìm được mà bật cười khoái trá. Tạo hóa, trêu ngươi sao? Không đúng, phải nói là ông trời không tuyệt đường lão ta. Đúng hơn là cả ông trời cũng đứng về phía lão ta đây này. Cô yên tâm, bốn tọa sẽ không giết cô đâu. Bốn tọa còn phải giữ cô làm con tin, để giành lại mọi thứ vốn thuộc về bốn tọa chứ. Mặt trời từ từ dâng lên ở phía đông. Land Rover vừa tiến vào phạm vi lãnh thổ nước Thảo Nguyên thì lập tức đã có mười mấy binh sĩ cao to cường tráng chặn đường. Sĩ quan dẫn đội lớn giọng cảnh cáo: nơi đây là địa phận nước Thảo Nguyên, mời các vị tức tốc quay đầu đi về, bằng không bọn tôi sẽ bắt hết mấy người. Trí Như Mộng ngồi trên ghế lại bình tĩnh hạ cửa sổ xe xuống, do điện thoại đang được kết nối về phía người sĩ quan kia nói ra: chúng tôi là bạn của đại tướng Ô Lạc Cát, ông ấy bảo anh mong cái điện thoại. Ô Lạc Cát là một nhân vật lớn có tiếng trong quân đội nước Thảo Nguyên. Thế nên vừa nghe vậy, sĩ quan lập tức cung kính cầm lấy điện thoại. Rõ, tôi hiểu rồi, được. Sĩ quan vừa nghe điện thoại vừa liên tục khom người cúi đầu. Xong xuôi thì trái lại bằng cả hai tay: kính chào anh Đạt tôn quý, tôi nhận được giấy căn dặn người bên tôi thật kỹ, đảm bảo từ giờ trở đi ngài có thể thuận lợi qua lại mà không bị chặn đường kiểm tra nữa. Cảm ơn. Trí Như Mộng lấy điện thoại về, quay đầu liếc nhìn Hát Vô Tình đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thưa Thánh Vương, tôi muốn đi vệ sinh. Để điện thoại lại, đi đi. Hát Linh Vô Tình ung dung trả lời. Trí Như Mộng ngừng ngùng đặt điện thoại xuống ghế, một mình bước xuống trao đổi vài câu với sĩ quan quân đội. Một lát sau, Hát Linh Vô Tình chậm rãi mở mắt, tuy thật nhìn vẫn còn hơi yếu, nhưng sắc mặt đã tươi hơn trước mấy phần. Cạch cạch cạch. Đúng lúc này, binh lính vây quanh xe bỗng mở khóa an toàn, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào người Hát Vô Tình. Mặt mày lão ta lập tức biến sắc, đồng thời hiểu ra mình đã trúng kế Trí Như Mộng, đúng như những gì lão ta đã đoán. Đùng đùng đùng, sĩ quan dẫn đội hất tay ra hiệu, binh lính lập tức bóp cò. Chỉ trong chớp mắt, chiếc Land Rover đã biến thành cái nia cạch. Và đúng thời điểm ngàn cơn sao thổi tắt, lão ta đã kịp thời mở cửa xe lao xuống. Nhưng ngay sau đó, đùng, mới viên đạn lao tới bắn trúng ngay gót chân lão ta. Lão ta cố nén cơn đau đớn, lăn sang mặt bên kia của xe để né tránh. Thánh Vương à, đừng núp nữa, ông trốn không thoát đâu. Giọng nói của Trí Như Mộng vang lên. Lúc này cô ta dường như biến thành một người khác vậy. Trên người cô ta đã không còn chút cảm giác ngây thơ ngoan ngoãn hiền dịu nào, thay vào đó là gương mặt ngoan độc giả dối, pha lẫn chút tà ác, lại cực kỳ quyến rũ. Cô đã trúng câu hồn tán của bắn tọa rồi mà, hay là cô không sợ chết? Dù bản thân đang rơi vào hiểm cảnh, Hát Liên Vô Tình vẫn bình chân như vậy hỏi ra. Tiếng cười của Trí Như Mộng như sức mạnh xuyên thấu cảm xúc, khiến người nghe nổi hết cả da gà da vịt. Tới cả đại ma đầu như Hát Liên Vô Tình cũng không rét mà run. Thánh Vương sao? Tiếng cười tạm dừng, Trí Như Mộng gằn giọng quát khẽ. Nếu bây giờ ông chịu giao thuốc giải của câu hồn tán ra, đồng thời thề rằng sẽ mãi mãi thần phục dưới chân tôi, không từng tôi sẽ tha trong một mạng. Thần phục sao? Vừa nghe thấy hai chữ này, Hát Liên Vô Tình tức khắc cười phá lên. Bốn tọa là người có thể so sánh với ông trời đó. Trên đời này không một ai đủ năng lực khiến bốn tọa phải thần phục cả, mấy người không xứng. Vừa dứt lời, lão ta lập tức bật dậy lao thẳng về phía Trí Như Mộng. Đùng đùng. Các binh lính nước Thảo Nguyên đồng loạt bóp cò. Dù một bên chân của Hát Vô Tình bị trúng đạn, nhưng tốc độ không hề chậm lại, vẫn nhanh như tia chớp. Lão ta linh hoạt né tránh mưa đạn, thuận lợi lao tới trước mặt Trí Như Mộng. Dám phản bội bốn tọa hả? Kha. Bốp. Trí Như Mộng không bóp cò, thay vào đó là bình tĩnh tung ra một chưởng chỉ bằng cô sao. Hát Lương Tình bày ra vẻ mặt khinh bỉ, nhưng ngay sau đó quyền và chưởng va chạm, một bóng người tức khắc bay ngược ra xa mấy trượng như con diều đứt dây. Hát Lương Tình trợn trừng hai mắt. Lá cá cho rằng thực lực của Trí Như Mộng
cùng lắm mới chỉ đến tông sư cảnh, mà đến khi giao đấu với nhau, lão ta phát hiện ra bản thân chẳng biết gì về đối phương cả. Võ thắng sao? Nếu là bình thường, lão ta chỉ cần tiện tay đấm một cái là phải đánh chết cường giả mạnh cỡ này rồi. Vấn đề là hiện tại lão ta bị thương nặng, chưa khỏi hẳn, thực lực suy giảm rất nhiều. Tông sư có lẽ không làm gì được lão ta, nhưng cường giả võ thánh lại có thể giết chết lão ta. Chỉ trong nháy mắt, Trương Chí Mộng khỏe mạnh như vâm đã dí theo Hách Vô Tình sát đút. Bốp bốp. Cô nhanh tay điểm vào huyệt trên người Hách Vô Tình, thế là lão ta không thể cử động được nữa. Có phải cô và Yêu Cơ đã quay lưng lại với bốn tọa từ lâu rồi không? Lão ta cau mày hỏi. Trương Chí Mộng nở nụ cười quyến rũ, kinh bỉ nhìn lão ta. Nếu ông lọt vào tay mẹ tôi, chắc tình bà ấy sẽ không kìm nổi mà giết chết ông. Nhưng ông yên tâm đi, giờ tôi chưa có ý định giết ông đâu. Tức của cô muốn làm gì? Trên mặt lão ta để lộ biểu cảm không cam lòng. Trương Chí Mộng ngồi xổm xuống như giọng cười hỏi. Thánh Vương à, không biết ông có từng nghe qua câu thay mệnh đổi đào chưa? Thay mệnh đổi đào. Vừa cái vậy, con người lão ta tức khắc co rút lại, để lộ vẻ mặt sợ hãi đến tột độ. Cùng lúc này, tại Hoàng Thành, Lê Vũ chẳng thấy buồn ngủ tí nào, thế là lập tức chuẩn bị lên đường tới Tây Bắc. Nhưng anh vừa khởi động trực thăng chưa bao lâu thì cậu Phú Quý bất ngờ gọi điện tới. Bò áp giải người Vô Tình Đường Cung về Hoàng Thành, nhưng giữa đường lại gặp phải mai phục. Một nhóm người muốn tìm cách cứu viện người Vô Tình Thành Cung. Thánh kỵ sĩ chết thêm 1.000. Trong số các hào kiệt như nhóm đạo sĩ Vân Trung cũng có người bị thương, thậm chí là chết đi. Lúc này Lý Vũ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội báo cáo lại cho Tô Cánh Hoa. Quân đội Hộ Khiếu vừa đóng quân trong biên giới Tây Bắc. Dưới sự sắp xếp của Tô Cánh Hoa, Lý Đình Quốc đã đích thân xuất lĩnh 30.000 binh lính từ quân đoàn Hộ Khiếu đứng giúp một tay. Trong lòng Lý Vũ nắm như lửa đốt, dứt khoát đẩy tốc độ trực thăng lên đến mức cao nhất. Cuộc gọi vừa kết thúc chưa được bao lâu thì điện thoại Yêu Cơ lại đổ chuông. Như Mộng không sao hết, ba này nó vừa điện thoại cho tôi báo là đi được nửa đường thì xe bị hư, điện thoại lại không có tín hiệu, cũng may là gặp được mấy người khách du lịch đi ngang qua. Khi biết tin Trương Chí Mộng bình an vô sự, Lý Vũ không kiềm được mà lén thở phào nhẹ nhõm. Tầm 2 tiếng sau, lúc anh gặp lại nhóm cậu Vô Quý, quân đoàn Hộ Khiếu vẫn chưa tới. Bây giờ trên người các hào kiệt như là sĩ Vân Trung hay Ngọc Phượng Hoàng trải đầy vết thương lớn nhỏ, bên phía thắng thị sĩ cũng chết hơn 1.000 người. Phát hiện này khiến Lê Vũ thấy ngạc nhiên, pha lẫn chút hoảng hốt. Trước cuộc đối phương đã xuất động bao nhiêu người, bao nhiêu cường giả mà lại có thể khiến cả một đội quân hùng mạnh như thế này thương vong nặng nề như vậy chứ? Bẩm thiếu gia, trong số những người này có không ít cao thủ, ngoài ra còn có các thế lực bên ngoài nhúng tay vào. Vân Tử Vong nhắc nhở. Nam Thạc bổ sung. Không biết các nước khác thế nào, nhưng đúng là có không ít võ giả của Nhật Bản tới đây. Suy đánh này của ông ta dựa trên cách thức xuất chiêu của đối phương. Nhật Bản sao? Sát khí trên người Lý Vũ lập tức dâng trào. Lý Vũ, mày không thắng nổi thành công bọn tao đâu. Côn hồn cởi trói cho bọn tao ngay, mà không, tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ chết hết. Hờ, bất luận là ai, nếu là dám chống đối thành công bọn tao, thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Dù đang bị trói chặt, không tài nào cử động nổi, nhưng mấy tên kỳ chủ đó lại không hề sợ hãi. Lý Vũ liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, cười khẩy. Vậy sao? Thế đấy bọn mày, chớp mắt lên xem thử có đúng hay không nhé. Dứt lời, anh quay qua ra lệnh cho Lâm Quân Thạc. Ai bị thương hãy rút lui, người nào còn chiến đấu tiếp được thì ở lại. A Di Đà Phật. Hòa thượng Tố Nhân vung trường hàng ma, hiên ngang lắm liệt hô lớn. Lá nặc vẫn còn chiến đấu tốt. Càng Ngọc Phượng Hoàng giơ cao trường kiếm trong tay, quyết tâm diệt trừ tà ma ngoại đạo, có chết trận cũng không hối tiếc. Đại sĩ Vân Trung lau đi vệt máu nơi khóe miệng, lôi từ trong ngực ra một điếu xì gà ngậm lấy. Nếu mọi người cảm thấy không thành vấn đề, vậy làm gì có chuyện lão đạo đây, chơi tiếp một trận không được chứ? Ca thủ Vô Tình Thành Cung vốn đã nhiều như mây, giờ lại có thêm ca thủ nước ngoài gia nhập, nên nhóm đại sĩ Vân Trung mới chịu thương vong nặng nề như vậy. Lúc này số cường giả võ thánh còn khả năng chiến đấu được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thánh kỵ sĩ thì nhiều hơn khoảng 2.000 người, nhưng lần này bên Vô Tình Thành Cung lại phá tới mấy chục nghìn binh mã, cường giả cũng nhiều không đếm xuể. Trước khi quân đoàn Hộ Khiếu tới cứu viện, tất cả sẽ phải ác chiến thêm một trận. Lý Vũ thở dài, từ từ cởi áo khoác xuống. Những ai quen anh lâu năm đều sẽ biết đây là dấu hiệu cho thấy anh muốn đích thân ra trận. Mang kiếm tới đây, anh quát lớn một tiếng,
Võ Tử Vong vội vàng đưa Trường Thiên kiếm qua. Đúng lúc này, từ phía xa bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân đinh tai nhức óc. Quả nhiên người của Tần Thần Cung vẫn còn đuổi theo họ. Trong làn gió rét, Lý Vũ một người một kiếm một mình vọt lên, tự nhiên tuyệt thế võ thần ngạo nghễ thiên hạ. Lát sau, đến người đông nghìn nghịt lục tục dừng bước. Đứng ở phía trước là một ông già chột mắt, tóc tai bù xù, gương mặt khắc khổ. Thả người. Ông già chỉ thốt ra hai chữ, nhưng dòng điệu lại vô cùng trịch thượng, không cho phép làm trái. Lý Vũ cười khẽ, ông đây không thả đó, làm gì được ông nào. Chết. Ông già chột mắt lại phun ra đúng một chữ. Lý Vũ vuốt tóc, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tang. Từ tìm kiếm ra khỏi vỏ, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp tứ phía. Giết. Lý Vũ dậm một chân xuống đất đế đà, chủ động lao về phía kẻ thù. Giết. Đại Hộ Pháp là người thứ hai xông lên, có vẻ đang sốt ruột lập công lắm rồi. Lại thêm vài bóng người đồng loạt lao tới từ bốn phương tám hướng, mục tiêu chính là biển người đông nghìn người kia. Cậu Bộ Quý ngoái đầu lại liếc nhìn Thắng Thị Sĩ, lưu loát hô lớn bằng ngôn ngữ quốc tế, mẹ kiếp, đừng ngay đó làm gì, xông lên đi chứ. Dứt lời, gã tức tốc rút thanh bảo đao bản thân đã tỉ mỉ chế tạo ra, anh dũng lao về với quân thù. Phú Quý, đua xem ai giết nhiều người hơn không, ai thua thì tối nay phải khao người còn lại một chầu ở thiên đường hạ giới. Vậy ông đây sẽ gọi 10 cô gái trẻ trung xinh đẹp luôn. Vợ Tử Vong đã hạ quyết tâm rằng nếu lần này có thể sống sót trở về, nhất định phải phá cái thân sử nam này. Mới qua mới về gánh ngủi, Lý Vũ đã như hổ gặp bầy dê, một kiếm vung lên, vô số kiếm khí vô hình bay ra, chớp mắt đã chết 4-5 người. Ông già trục mắt câu mày, bắt thằng quỷ nhỏ đó lại trước, rõ. Hơn 10 cường giả tấp nhận lệnh, bạch người bao vây anh. Sau đó ông già trục mắt vội nhìn về phía một người đàn ông đeo kiếm katana bên hông. Ông Gentian báo người của ông ra tay luôn đi. Thì Gentian ngoái đầu quét mắt nhìn mấy chục người mà mình mang tới ra lệnh, ai giết nhiều cái lực nhất đêm nay sẽ được thưởng cho 10 em gái xinh đẹp như hoa, tuân lệnh. Một đám võ giả Nhật Bản liếm môi rồi lũ lượt rút thanh kiếm bên hông ra. Bên phía khác, một người đông tóc vàng mắt xanh mở miệng, ông bạch à, dũng sĩ Quyền Anh bọn tôi đâu thua kém gì đám Nhật Bản đó đâu, ông có chắc là không cần bọn tôi giúp một tay hay không? Thế phiền cậu Neo sai cấp dưới bắt tin nhảy ranh kia lại dùng tôi. Vừa nói, ông già chột mắt vừa đưa tay chỉ về phía Lý Vũ ở xa xa. Không thành vấn đề. Chữ đề cuối cùng bỗng mắc nghẹt ngay cổ họng Neo, làm cách nào cũng thốt ra nổi. Ông già chột mắt nhướng mày, cậu Neo, cậu sao thế? Neo nuốt nước bọt biến sắc bảo, xin lỗi ông bạch, lần này dũng sĩ Quyền Anh bọn tôi không giúp được ông rồi. Hả? Ông già chột mắt câu mày khó hiểu hỏi, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ cậu Neo không muốn hợp tác với thành công bọn tôi nữa sao? Trên đánh Neo chảy đầy mồ hôi lạnh, vội nói, ông bạch à, có thể ông vẫn chưa biết thân phận của người kia nhỉ? Chuyện hợp tác giữa chúng ta để sau hãy bàn nhé, bọn tôi đi trước đây. Dứt lời, anh ta vung tay dẫn mấy chục người đông phương Tây xoay người rời đi vội vàng như đang chạy trốn. Cảnh tượng đó khiến ông già chột mắt sững sờ, ánh mắt dần mất đi tiêu cự. Về phần Neo, sau khi đi được một quãng xa, anh ta lén ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Lý Vũ đang lấy một đấu 10 cường giả, trái tim vẫn còn đang đập loạn vì sợ. Thủ lĩnh à, sao chúng ta không xông lên giúp họ? Chẳng lẽ anh không sợ vì chuyện này mà ông bạch đánh mất ý định hợp tác với chúng ta sao? Một tên cấp dưới khó hiểu hỏi. Bốp. Neo không chút cho dự quăng cho gã một bàn tay quát lớn, mày nó, mày biết người đó là ai không? Mày muốn dũng sĩ người đánh chúng ta gánh chịu tai họa ngập đầu hả? Gã đàn ông bị đánh sờ hai mái nóng rát, vừa tò mò lại út ức khỏi đa, tên đó là ai chứ? Quân đế. Neo gần từng chữ một. Chỉ trong nháy mắt, mười mấy gã đàn ông phương Tây tức khắc xa sầm mặt, đồng thời hiểu ra tại sao Neo lại liều lĩnh dẫn bọn họ rời đi. Đối với quân đế thì chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết cả. Thủ lĩnh à, chúng ta mau đi thôi, đúng, chùa lẹ đi. Đám cấp dưới luôn cũng nói, nhưng Neo lại lắc đầu nói ra, cơ hội được chiêm ngưỡng quân đế chiến đấu hiếm hoi lắm, chỉ có thể gặp không thể cầu. Câu lúc này trên người Lý Vũ đã dính đầy máu tươi, cả người thoạt nhìn như sứ giả tới từ địa ngục đang liên tục gạch thái mạng người. Ba tên cường giả vào từ thần cung cùng nhau xông lên, thuần thục phối hợp tấn công từ ba phía. Lý Vũ khẽ ngã người ra phía sau, nhẹ nhàng né tránh ba đòn tấn công đó, đồng thời cho Trường Thiên kiếm chém ra một phát. Phu phu phu. Tiếng máu phun trào liên tục vang lên. A! Chỉ trong chớp mắt, ba tên cường giả đã bị chém làm hai.
người này không phải dạng vừa, đừng giấu giếm nữa, lấy hết bản lĩnh ra, giải quyết hắn đi. Được. Khai Cường giả thiên nhân cảnh, không dám giữ sức nữa, cùng dẫn theo 6-7 tên cường giả võ thánh còn lại, đồng loạt xông lên. Căng căng căng, ầm ầm ầm. 8-9 người đồng thời vây công Lý Vũ, thi triển đủ loại thần thông, phối hợp cực kỳ ăn ý. Dù có là Lý Vũ cũng khó lòng chống lại, tức thời chỉ đành bối rối lui về phía sau. Sư đệ, tỷ tới giúp đệ. Giờ Phụ Hoàng thấy Lý Vũ rơi vào thế hạ phong thì lập tức cầm trường kiếm nhào tới, muốn chạy sao, nằm mơ đi. 4-5 tên cường giả võ thánh tức tốc chặn đường Ngọc Phụng Hoàng. Quang Hòa Thượng Tổ Nhân với trường hàng ma trong tay cùng Ngô Hích Khái bắt tay lao đến. Ngọc Phụng Hoàng, nơi này giao lại cho bọn tôi, bà mau qua đó giúp sư đệ một tay đi. Được. Ngọc Phụng Hoàng thoát khỏi vòng vây, tăng tốc lao về phía Lý Vũ. Đi, chết đi. Một cường giả thiên nhân cảnh đang vây công Lý Vũ thấy Ngọc Phụng Hoàng định gia nhập trận chiến thì lập tức xoay người tung ra một quyền cực mạnh. Cang. Ngọc Phụng Hoàng vội rút kiếm đỡ đòn, trong quyền đánh trúng thanh kiếm, phản lực cực mạnh ập tới đánh bay bà ấy ra xa mấy trượng. Sư tỷ, thấy Ngọc Phụng Hoàng bị thương, trên người Lý Vũ chợt tỏa ra luồng sát khí dày đặc, một đấm xuyên thủng ngực một tên anh đánh không mình, sau đó bất chấp xông lên là tới kẻ dám làm Ngọc Phụng Hoàng bị thương ở trước mắt. Nói ông đây nghe xem, mày muốn chết kiểu nào? Giờ nó âm trầm như tiếng đòi mạng truyền tới từ địa ngục, khiến lão già kia rợn cả sống lưng. Trốn. Lúc này trong đầu ông ta chỉ còn mỗi một chữ trốn. Thế nhưng Lý Vũ đang nổi trận lôi đình, xóa là để ông ta được như ý nguyện. Công lực vô biên trong cơ thể tụ về lòng bàn tay rồi truyền sang trường thiên kiếm. Chết đi cho ông.